Dạ vâng, em xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị yêu hoa phong lan trên toàn quốc ạ. Em là Khánh ạ, em chuyên bán hoa phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Hôm nay là phiên bán hàng buổi tối ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021 ạ. Hôm nay thì em có một số mặt hàng rất là đẹp như là cáo này, cáo nhà em mới về vừa lấy từ rừng về đấy ạ. Với lại có căn diệp này, vanda, hạc đỉnh, vân 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 vân. Nhiều loại lắm ạ. Quý cô chú anh chị mình đặt hàng với em thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0961 589 753 hoặc là mình có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại mà em vừa cung cấp đấy ạ. Ở bên nhà em thì giao hàng qua đường bưu điện ấy. Quý cô chú anh chị nhớ theo dõi kênh của em, ủng hộ em ạ. Em sẽ vào chi tiết từng hình luôn, em sẽ giới thiệu từ Vanda trước ạ. Thứ nhất là mã số 1, mã số 1 hình số 1 là Vanda nhện xanh. Đây ạ. Em có khá là nhiều cây. Rất nhiều chứ không phải là khá nhiều luôn ạ. Cây nào cũng đẹp, xanh mơn mởn luôn ạ. Cây rất là to, to, khỏe, đẹp. Đây ạ, lá xếp nha. Rất là đẹp ạ. Hình này em bán tương tác đầu like. À, em bán tương tác là 100.000 ạ. 100.000 cho hình số 1. Tiếp theo là hình số 2. Em cũng bán với giá 100.000. Đây là Vanda, Vanda hương chanh. Vanda hương chanh em có khá là nhiều cây. 1, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây. 8 cây cho hình số 2. Hình số 2 em bán với giá là 100.000 ạ. Quý cô chú anh chị yêu thích thì để liên hệ với em ạ. Tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 em có cũng là Vanda hương chanh. Hình này em cũng chia sẻ với giá là 100.000 ạ. Anh chị cô chú nào yêu quý thì có thể liên hệ với em. Tiếp theo em sẽ chuyển sang hình số 4. Hình số 4 là cũng là Vanda hương chanh ạ. Có 1, 2, 3, 4 cây ạ. 4 cây Vanda hương chanh nhưng mà rất là đẹp. Hình này em sẽ bán với giá là 120.000 vì nó là lá xếp ạ. Đây ạ, lá xếp rất là đẹp. Cây nào cũng xếp. Cây nào cũng xếp và khỏe ạ. Hình này em sẽ chia sẻ với giá là 120.000 ạ. Để quý cô chú anh chị nào mà chưa có mình sẽ sưu tầm ạ. Tiếp theo em sẽ chuyển sang hình số 5. Hình số 5 là cũng là Vanda hương chanh. Cây này thì cũng là lá xếp. To, khỏe, đẹp. Đây là cây thứ 2 này. Xanh chưa? Cây thứ 3 có 3 cây ạ. Hình này có 3 cây. Em sẽ bán với giá tương tác là 150.000 ạ. Vanda lá chanh, à Vanda hương chanh lá xếp ạ. Hình số 5, 150.000. Tiếp theo em sẽ chuyển sang hình số 6. Hình số 6 là em có cáo, dáng hương đuôi cáo lá xếp ạ. Hình này em có 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây ạ. Hình này em có 4 cây. Dáng hương đuôi cáo rất là đẹp, lá xếp ạ, cây nào cũng xếp nên là em sẽ bán với giá là 250.000 ạ. 250.000 cho hình số 6. Tiếp theo em chuyển sang hình số 7. Hình số 7 cũng là cáo. Giờ em đang giới thiệu cáo ạ. Hình này ôi giời em cũng chọn toàn lá xếp đây này. Một cây lá xếp. Cực kỳ đẹp, đặt vào chậu cũng sẽ rất đẹp như này. Wow, đỉnh thật sự luôn. Theo cây thứ 2, thứ 3, cây thứ 4. Đẹp, anh chị mình thấy chưa? Có 4 cây, cây nào cũng là xếp hết. Hình này em sẽ chia sẻ với giá là 490.000 cho hình số 7. 490.000 cho hình số 7 vì đây là dáng hương đuôi cáo. Lá xếp, cho biết mặt hoa ở tại vì nhà em vừa lấy từ đường về ấy. Tiếp theo là hình số 8. Hình số 8 em có cũng là táo mà cái này cũng không phải là lá xếp. Đây là lá bình thường thôi. 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây. Hình này có 5 cây ạ. Hình này có 5 cây cáo, rất là đẹp. Không thể che vào đâu được. Hình này em chỉ bán với giá là 150.000 ạ. Đây ạ. Bên nhà em bán hàng thì bao rẻ luôn. Bao đẹp, bao rẻ. Tiếp theo là hình số 10. Em sẽ bán với giá là 150.000 ạ. Đây cũng là cáo ạ. Hàng vừa lấy từ rừng về ạ. Quý cô chú anh chị nào, hình này có thể trồng được khoảng 2 giỏ đấy ạ. Đây. Cây nào cũng đẹp.
Hình này em chia sẻ với giá là 150.000 ạ. Tiếp theo là hình số 5. Hình số 5 em cũng bán với giá là 150.000. Hình này có khá là nhiều cây. Cây to, cây nào cũng khỏe ạ. Một cây này, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, năm cây, một cây mẹ, một cây con, bảy cây. Hình này có 7 cây, em chia sẻ với giá là 150.000, quá là rẻ ạ. Vừa rẻ mà lại vừa đẹp. Tiếp theo em chuyển sang hình số 12 ạ. Hình số 12 cũng là cáo. Cáo vừa nhập luôn ạ. Hôm nay hàng từ rừng mới về ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhiều lắm. 7 cây ạ. Em sẽ bán với giá là 150.000 ạ. Quý cô chú anh chị nào ưng thì có thể liên hệ với em, hoặc là kết bạn Zalo với em sẽ gửi hình chi tiết luôn ạ. Tiếp theo em sẽ chuyển sang hình số 13. Hình số 13 là em có cái cây Vanda hương chanh ạ. Vanda hương chanh, hình này em chia sẻ với giá là 100.000. 100.000 cho hình số 13. Một cây bé này là không tính này. 2 cây, 3 cây, 4 cây. Chứ 4 cây to. Với lại có một cái cây, mấy cái cây bé nữa, mấy cái cây bé thì em lại không đếm. Hình số 3 em chia sẻ với giá là 100.000 ạ. Quá là rẻ đẹp. 100.000 hình số 13. Vanda hương chanh. Tiếp theo là hình số 14. Em sẽ chuyển sang hình số 14. Hình số 14 là em có hai gấm. Hai gấm. Khá là nhiều cây ạ. Đấy anh chị mình thấy chưa ạ? Đây ạ. Hai gấm lá vàng ạ. Và ở đây thì em có cái lan rừng ấy, nhưng mà em vẫn chưa biết tên. Mà tại vì lan rừng thì có nhiều loại ấy, nên là em cũng chưa biết tên anh chị ạ. Đây, em sẽ chia sẻ hình này. Có đây có ba loại lan, loại này khác. À, có ba loại lan, em sẽ chia sẻ với giá là 150.000 ạ. Đây có, vì là đây có khá là nhiều hài gấm ấy. Hình này có khá là nhiều hài gấm. Tiếp theo em sẽ chuyển sang hình số 15 ạ. Hình số 15 em chia sẻ với giá là 120.000. Hình này là quế đỏ ạ. Đây, lan quế đỏ vừa mọc mầm ấy. Nó vẫn còn bé bé. Mình đi cô chú anh chị có thể treo lên là được ạ. Đây, treo lên tưới nước. Và em có một cái cây sao biển nữa. Đây. Ôi, hình này có khá là nhiều loại. À không, là nhầm. Có khá là nhiều cây. Cây bé, cây mầm non. Hình số 15, 120.000 ạ. Tiếp theo em sẽ chuyển sang hình số 16. Hình số 16 là căn diệp ạ. Căn diệp, hình này em chia sẻ với giá là 120.000. Hình này có rất là nhiều mắt căn diệp. Căn diệp thì nó không có lá, có rễ nhưng lại có hoa. Hoa nó màu vàng. Lúc nở thì quá là đẹp luôn ạ. Đi cô chú anh chị mình có thể ghép vào gỗ. Hình số 16, 120.000 ạ. Tiếp theo em sẽ chuyển sang hình số 17 ạ. Hình số 17 cũng là căn diệp, có rất là nhiều mắt. Hình này em chia sẻ với giá là 130.000 ạ. 130.000 cho hình số 17. Ghép vào gỗ là đẹp hết đấy. Tiếp theo em cũng còn một hình căn diệp nữa. Hình căn diệp này là hình số 18. Em sẽ chia sẻ với giá là 130.000 ạ. Đây, có khá là nhiều mắt. Mắt toàn mắt rời nữa. Mắt rời. Mắt gỗ nó bám vào gỗ bé quá. Hình này em chia sẻ với giá là 130.000 ạ. Ngoài ra em có một khúc căn diệp khá là đẹp đấy ạ. Không phải khá đẹp mà là quá đẹp ạ. Đây ạ. Quá to, quá khủng. Anh chị nào mà ưng thì có thể liên hệ với em ạ. Em sẽ báo giá sau ạ. Tiếp theo em sẽ chuyển sang hình số 19 ạ. Hình số 19 là cây hạc đỉnh. Em có khá là nhiều cây hạc đỉnh. Một cây ạ. Hạc đỉnh lá phát tài ạ. Hai cây. Ba cây. Bốn cây. Năm cây. Đây là một rễ ấy. Đây là một rễ. Ôi, có nhiều cây lắm. Hình này mình có thể chia ra trồng rất là nhiều chậu, 2-3 chậu gì đấy. Hoặc là một cây một chậu cũng được.
Hình 19. Em chỉ bán với giá tương tác là 100.000 thôi ạ. Thì cô chú anh chị nhớ theo dõi kênh của em và đón xem, đón chờ xem những cái video tiếp theo nhé. Em có rất là nhiều loại lan ấy. Hàng rừng rất là đẹp. Tiếp theo em sẽ chuyển sang hình số 20. Hình số 20 là một combo ạ. Đây ạ. Có khá là nhiều loại lan. Hình này thì em có một dây kiếm ạ. Một dây kiếm này. Có một cây huyền thoại ngô đồng. Quá đẹp. Đẹp cực kỳ. Một cây huyền thoại ngô đồng. Một dây kiếm. Có cây hạc đỉnh nữa. Hạc đỉnh lá phát tài nữa. Đây ạ. Quá đẹp. Hai cây này. Ba cây hạc đỉnh có thể trồng được một chậu rồi. Mà đây lại còn có thanh đạm sữa nữa. Đây, thanh đạm sữa đang cho vòi hoa. Quá đẹp đúng không ạ? Ở bên này thì có lan lọng. Đây ạ, lan lọng có hoa màu vàng cam ạ. Hình này em chỉ bán với giá là 120.000. Mà mình được rất là nhiều cái loại lan ấy. Quá là rẻ, quá là xứng đáng với đồng tiền ạ. Đây ạ. Tiếp theo em sẽ chuyển sang hình số 21 đây. Hình số 21 là có cây Vanda nhện xanh. Vanda nhện xanh. Cây rất là to. Nhiều cây lắm ạ. Đây, đây cô chú anh chị mình nhìn thôi cũng đã biết rồi đúng không ạ? Đây là một dề luôn. Đây là một dề đấy ạ. À không, nó là cây rời. Nó là cây rời nhưng mà to ấy ạ. Nhiều cây chưa ạ? Quá là đẹp, quá là xứng đáng cho hình số 21, 150.000 ạ. Hình số 21, 150.000. Theo em sẽ chuyển sang hình số 22. Hình số 22 là em có một chậu đùi gà tròn của các bằng ạ. Hình này em sẽ bán với giá là 200.000. Cô chú anh chị nào ưng thì có thể liên hệ với em. Đây, quá đẹp. Mê ly. Tiếp theo em có kiều tím miền Trung, một dầu kiều tím miền Trung. Hình này em sẽ bán với giá là 300.000 ạ. Đây. Chậu quá to. Ngoài ra thì em có cây đại lan Huệ Đồng, rất là to, đại lan Huệ Đồng. Cây này thì em sẽ bán thôi, cô chú anh chị nào ưng thì có thể liên hệ với em sẽ báo giá sau ạ. Cũng gọi là không phải là đắt quá đâu, nó chỉ kiểu rẻ trung bình thôi. Dạ vâng, em xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi ủng hộ em ạ.